Chào tất cả anh em của BN Gaming. Chắc hẳn tất cả các anh em ở đây đã trải nghiệm qua tựa game Đấu Trường Chân Lý Mobile đang rất hot trên thị trường hiện nay. Sau một thời gian ra mắt thì mình thấy trong group có khá nhiều anh em khen ngợi và thích thú tựa game này. Bên cạnh đó cũng không có ít anh em phàn nàn về chất lượng và một vài mặt chưa tốt của tựa game đem lại. Tổng hợp những ý kiến từ anh em thì hôm nay trong video này mình sẽ phân tích những điểm được và chưa được của Đấu Trường Chân Lý Mobile đối với game thủ thế giới nói chung cũng như đối với game thủ Việt Nam nói riêng. Ra mắt từ 7 tháng 2, tựa game Đấu Trường Chân Lý Mobile đang tạo ra cơn sốt trong cộng đồng game thủ toàn thế giới, trong đó có rất đông anh em Việt Nam. Dù chỉ là bản thử nghiệm alpha test, tuy nhiên máy chủ của trò chơi luôn trong tình trạng quá tải với 100.000 lượt người phải túc trực xếp hàng bên ngoài để chờ đến lượt được chinh chiến. So với các sản phẩm khác trên thị trường, bao gồm các mod hay tựa game độc lập thuộc phân khúc game auto battle trên di động, Đấu Trường Chân Lý Mobile đang sở hữu những thế mạnh vượt trội, từ nền tảng được kế thừa hoàn toàn của Liên Minh Huyền Thoại cho tới hệ thống giao diện, chỉ đơn giản là sửa đổi cho phù hợp với hệ máy di động. Đây là một điểm mạnh ấn tượng mà nhiều tựa game khác phải khao khát, thèm muốn, nhất là trong bối cảnh thị trường game mobile đang bão hòa với rất nhiều thể loại đang cạnh tranh như siêu với nhau vô cùng khốc liệt. Bên cạnh đó, phần giao diện và đồ họa đã mang đến sự hài lòng khá cao cho game thủ. Phần lớn Riot đã đem nguyên bản hình ảnh, đồ họa của phiên bản PC vào trong mobile, nên những ai đã từng tiếp xúc với phiên bản trên máy tính thì không còn xa lạ gì nữa. Giao diện vào game cũng khá đơn giản, ngoài việc hướng dẫn và chọn chế độ chơi thì không có gì khác biệt thêm. Ở đây có 3 chế độ chơi là đánh hạng, đánh thường và hướng dẫn. Giao diện vào game cũng có đầy đủ các chức năng bao gồm thông tin người chơi và một cài đặt, cửa hàng tướng, ô trang bị, bảng kinh nghiệm cá nhân, ô quản lý vàng đi kèm icon hiển thị chuỗi thắng thua. Song dù đang rất được lòng hàng triệu game thủ như thế, tuy nhiên Đấu Trường Chân Lý Mobile vẫn còn những hạn chế chưa thể khắc phục, khiến anh em Việt Nam muốn chơi cũng chỉ biết ngậm ngùi. Đầu tiên là game không có được sự ổn định về khung hình. Rất nhiều game thủ Đấu Trường Chân Lý Mobile phàn nàn về các hiện tượng giật, lag, rớt khung hình. Điều này theo mình nghĩ thì cũng không thể trách được nhà phát hành, vì game hiện tại vẫn chỉ là bản thử nghiệm và cần phải đắp vá nhiều thêm để có được sự ổn định nhất có thể. Một vấn đề nữa là khoảng thời gian đầu có nhiều game thủ tham gia nên dính phải hàng chờ khá lâu. Hiện tại thì lỗi hàng chờ này cũng đã được cải thiện, và đây cũng có thể nói là một cách để đỡ thử nghiệm server ban đầu. Ngoài việc quá đông người chen chân vào game, khu vực Việt Nam và cả rất nhiều khu vực khác không nằm trong danh sách trải nghiệm sớm sản phẩm này. Chính vì thế, nếu muốn chơi được game thì game thủ phải tìm cách để vượt rào sang các máy chủ OCE, EU mới có thể cài đặt và vào được game. Và cũng vì vậy nên việc gián đoạn đường truyền, lag giật, chờ đợi là khó lòng tránh khỏi. Chưa kể các sự cố liên quan đến cáp quang vẫn còn đang trong quá trình khắc phục nên càng ảnh hưởng đến việc tận hưởng trò chơi của anh em Việt Nam. Tiếp theo, Đấu Trường Chân Lý Mobile mới chỉ đang hỗ trợ hệ điều hành Android, lại chưa cài được trên máy tính bảng hay phần mềm giải lập như là Note hay BlueStack, nên các game thủ dùng iPhone lúc này cũng phải bó tay chịu chói, ngứa ngáy tay chân cũng đành phải chịu chứ không biết làm cách nào. Và cấu hình yêu cầu để chơi Đấu Trường Chân Lý Mobile cũng là một điều đáng lưu tâm. Nếu như người chơi đang sử dụng thiết bị Android mà vẫn chưa thể đăng nhập được tựa game này thì hãy nhớ những lưu ý mà Riot đã thông báo về cấu hình điện thoại có thể chơi được Đấu Trường Chân Lý Mobile. Cụ thể như sau: người chơi sẽ cần OS 5 và 2GB RAM hoặc hơn để chơi mượt mà. Như vậy, với cấu hình thấp hơn như vậy thì việc trải nghiệm từ game này sẽ có phần khó khăn hoặc thậm chí là không thể đăng nhập được. Với người dùng iOS, Riot đã thông báo về việc thiết bị có thể chơi Đấu Trường Chân Lý Mobile khi tựa game này chính thức ra mắt. Những máy từ iPhone 6S trở đi mới được hỗ trợ. Do vậy, các anh em đang dùng máy iPhone 5C, 5S thì cố lên đời nhé. Một điểm yếu cố hữu khác mà tất cả các game di động phải đối mặt chính là giới hạn về dung lượng pin. Đây là mặt công nghệ không thể khắc phục, vì smartphone phải dùng trong rất nhiều việc như nghe gọi, nhắn tin, lướt web. Vì thế, hầu như bạn chỉ có thể chơi được 1 đến 2 ván Đấu Trường Chân Lý Mobile là lại phải đi sạc hoặc cắm theo nguồn dự phòng. Khá bất tiện và hạn chế. Thử tưởng tượng bạn phải chơi rất lâu mới vào được game, rồi chơi một ván thì pin đã báo đỏ. Cảm giác ấy khá là vô mốt. Cuối cùng là một hạn chế khác, vẫn là liên quan đến kỹ thuật. Do màn hình điện thoại khá bé, hầu hết trong khoảng từ 4 đến 5 inch nên chơi các game Battle Chi không được đã, dễ gây mỏi mắt nếu phải nhìn liên tục trong thời gian dài. Các quân cờ này sẽ bị thu nhỏ,
các trận giao tranh càng trở nên loạn xạ và khó theo dõi. Và có lẽ với những ai sở hữu máy tính bảng khoảng 8-10 inch thì mới cảm thấy chơi đấu trường chân lý mobile thoải mái hơn nhiều. Nhưng không thể phủ nhận, với đa phần game thủ thì việc được chơi đấu trường chân lý trên các thiết bị di động đã là quá tuyệt rồi. Bởi bạn sẽ được chiến ở bất kỳ đâu, khi đang ngồi xe buýt hay thậm chí cả trong lớp học. Vì vậy, những hạn chế trên là có thể chấp nhận và nhiều anh em sẽ có cách để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm trên chiến của mình. Vậy còn anh em nghĩ sao về tựa game này? Hãy để lại chia sẻ với comment cho mình biết nhé. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến và đấu trường chân lý mobile nhé. Tạm biệt anh em.